tiếng con cú lại vang lên, làm cho bà Sáu giật mình thức giấc. Trở mình, bà cố giữ lại giấc ngủ, nhưng không tài nào chợp mắt được. Ở cái miền thôn quê này, tiếng cú kêu đêm cũng là chuyện thường tình thôi. Thế nhưng với bà Sáu, con cú này thật lạ là ở chỗ, ngày nào nó cũng kêu. Trong một tháng nay, gần như đêm nào nó cũng kêu, nó kêu còn chính xác hơn cả cái đồng hồ nhà bà. Cứ đến 11 giờ đêm là nó lại cất tiếng kêu, một điều nữa cũng rất kỳ lạ. Không như các con cú khác, con này nó chỉ kêu có 2 tiếng rồi ngưng hẳn. Nhiều lần không ngủ được, bà tò mò bước ra nhà sau, định nhìn ra khe cửa để xem nó đậu ở chỗ nào. Thế nhưng do mắt bà kém, nên trong đêm bà cũng không xác định được là nó đậu ở nhánh cây nào. Bà chỉ đoán là nó đậu ở phía đống rơm, sau nhà thằng Toàn. Nghĩ mình già cả như thế này mà còn nghe được, huống hồ vợ chồng hắn lại không nghe được hay sao? Thế nên bà cũng chẳng để tâm hỏi han chúng nó làm gì. Cho đến một hôm, ông Bảy ở cuối thôn qua đời vì tuổi già thì câu chuyện mới bắt đầu xảy ra. Hôm ấy, bà Sáu đang ngồi ở trước nhà thì xa xa trước cổng. Có bóng của thằng Toàn, trên vai hắn vác cái cuốc, có lẽ là hắn đi khai nước ruộng về, lúc đi ngang nhà. Thoáng thấy bà Sáu đang ngồi trên bộ ván, hắn dựng cái cuốc xuống rồi bước vào để báo cho bà biết về cái chết của ông Bảy. Sau khi nghe hắn nói về sự ra đi của ông Bảy, bà Sáu bỗng tức cười mà nói như đùa. Kể cũng lạ, cú thì kêu đằng sau nhà mày mà ông Bảy mãi cuối thôn lại chết, mày nghĩ xem có lạ không? Đến đây, thằng Toàn cũng cảm thấy buồn cười. Thế nhưng nó sực nhớ lại câu nói của bà Sáu rằng cú kêu sau nhà mày, lập tức hắn hỏi bà về con cú ấy là như thế nào. Sau khi nghe hắn hỏi, bà Sáu lại một lần nữa thấy hài hước. Cả tháng nay, đêm nào con cú ấy cũng kêu sau nhà hắn, ấy vậy mà hắn chẳng hề hay biết, thử hỏi xem có buồn cười hay không cơ chứ. Nghe bà Sáu nói, đêm nào sau nhà mình cũng có cú kêu, hắn ngạc nhiên lắm. Thế nhưng hắn nghĩ, có lẽ mình đi làm đồng cả ngày mệt, nên tối ngủ như chết, không biết gì nữa. Xong hắn buột miệng nói với bà rằng, thời gian gần đây, con ăn chúng cái giống gì mà đêm ngủ ngon giấc ghê, một giấc lại tới sáng, không đi tiểu một lần nào luôn. Nghe hắn nói vậy, bà Sáu cũng dừng cười rồi nói, chúc mừng, ông bà ta có câu, ăn được, ngủ được là tiên mà. Thế rồi hắn cau mày suy nghĩ, ngày xưa ngoại còn sống, ông có nói, loại cú canh thì kêu những ngày tối trời, còn cú báo tin xấu thì bất kể giờ giấc. Xem ra con cú này quả thật là cú canh vì nó kêu rất đúng giờ. Thế nhưng, mấy hôm nay trăng sáng vằng vặc, ấy vậy mà nó vẫn kêu đều đặn lắm. Thắc mắc quá, nên đêm qua bà mở cửa sau nhà để nghe xem thử chính xác là hướng nào. Sau khi lắng tai nghe chừng 5 phút, bà hết sức ngạc nhiên vì con cú này còn biết cười khúc khích nữa chứ. Thoạt đầu bà nghĩ chắc có lẽ tai mình ngẫy ngãng nên nghe nhầm, nhưng sau khi bà tập trung nghe kỹ, thì đúng là không phải một con mà là đến 2 con. Sau khi kêu lên được 2 tiếng thì chúng bắt đầu đùa giỡn với nhau ở phía dưới đống rơm nhà thằng Toàn. Ở cái tuổi này, bà Sáu liền biết đó là chuyện gì rồi, nhưng mà vẫn hy vọng con cú cái ấy không phải là con Trang, vợ thằng Toàn. Thế nhưng bà muốn không nghĩ cũng không được, vì đống rơm ấy ở ngay sau nhà hắn, mà điều bà thắc mắc là tại sao thằng Toàn lại cứ ngủ như chết mà không hề hay biết. Sau khi nắm được tình hình, bà Sáu quay vào khép cửa, rồi lên giường nằm. Bà cảm thấy thương cho thằng Toàn nếu vợ nó là con cú cái ngoài kia. Và rồi sau nhiều ngày, bà cứ ngóng trông hắn đi ngang để nói cho hắn biết mà giữ gìn vợ con. Ấy vậy mà, hắn cứ đi đường sau nhà. Vì không muốn con Trang, nghĩ bà là người mách lẻo nên bà cũng chẳng gọi hắn sang làm gì. Thế rồi đến sáng hôm đó, khi con Trang còn đang ở ngoài chợ, thì thằng Toàn bước sang nhà bà hỏi xin một ít đường để pha cà phê sáng vì nhà nó chưa mua kịp. Khi hắn vừa bước sang nhà, bà Sáu liền hỏi, vợ mày đâu? Hắn liền nói, nó đi chợ chưa về gì ơi. Thế là bà vừa lấy đường, vừa kể sơ lược nhanh cho hắn nghe về chuyện đôi cú sau đống rơm nhà hắn. Thoạt đầu thì hắn cũng nghĩ bà Sáu chỉ trêu ghẹo hắn thôi, nhưng sau khi nghe bà nói có vẻ như thật thì hắn bắt đầu tập trung nghe. Tới lúc này hắn mới để ý, thời gian gần đây, cứ vào buổi tối, vợ hắn hay mang cho hắn một ly sữa nóng để hắn uống trước khi ngủ. Con bé nói rằng, vì dạo này anh đi làm cực khổ nên em muốn bồi dưỡng thêm cho anh, cho có sức mà làm. Sau một lúc sâu chuỗi lại thì hắn nghĩ đúng là từ khi hắn uống ly sữa mỗi tối đó thì hắn cảm thấy mình ngủ rất ngon, chứ hắn đâu có biết bên trong ly sữa có thêm thứ gì nữa đâu.
Thế là hắn ta bắt đầu dõi theo xem việc bà Sáu nói có đúng hay không. Tối hôm đó như thường lệ, chừng khoảng hơn 8 giờ thì con Trang bưng vào buồng cho hắn một ly sữa nóng. Nó ngồi đó trò chuyện để xem hắn uống thế nào. Nhưng do đã biết được câu chuyện của bà Sáu kể nên hắn nói với vợ hắn rằng xuống rót cho anh một ly nước trà nóng vì sữa ngọt quá nên đêm nào cũng bị gắt cổ. Ngay khi con bé vừa quay lưng đi, hắn liền hắt ly sữa qua cửa sổ. Đêm hôm đó, đúng 11 giờ thì có tiếng cú kêu, hắn liền ngồi bật dậy rồi mon men ra đứng ở cửa nghe ngóng. Quả thật không sai, đúng như lời bà Sáu nói, ở đống rơm sau nhà hắn có hai con cú đang ngoại tình. Lúc này, cơn nóng của hắn đã lên đến não, nhẹ nhàng quay lên nhà tìm cây đèn pin, rồi sẵn tay cua luôn cái đòn gánh. Hắn nhẹ nhàng đẩy cửa, rồi từ từ bước tới đống rơm. Lúc này hai con cú kia đã hoàn toàn không biết trời đất gì nữa, cả hai quấn lấy nhau trong vô thức. Bất chợt thằng Toàn bật đèn pin lên, làm cho cả hai hốt hoảng, vội vàng tìm đường chui vào đống rơm. Vì thằng Toàn đứng ở phía sau ngọn đèn sáng, nên cả hai không biết người cầm đèn đó là ai, ngỡ bọn đi soi ếch phá đám, nên con Trang lớn giọng quát. Tắt đèn đi, làm gì dọi dữ vậy? Cho đến khi thằng Toàn tặng cho gã đàn ông kia một bài học nhớ đời, thì con bé mới biết người cầm đèn pin đó là thằng Toàn chồng của nó. Con bé nhanh chân ra đứng cản đường cho thằng tình nhân chạy thoát, thế nhưng cho dù nó chạy đằng trời cũng không thoát được. Vì thằng Toàn đã nhìn thấy mặt hắn rồi, đó chính là thằng Phong, nhà hắn ở cuối xóm, ngay cạnh nhà ông Bảy vừa mất. Nói về thằng Phong, hắn là con trai út của ông bà Tám, chủ trại ghe xuồng ở xứ này, nhà hắn có ba chị em gái. Cả hai người chị của hắn đều lấy chồng đi xa xứ, trong nhà có mỗi mình hắn là trai, nên hắn được cưng chiều quá mức. Dần dần hắn trở nên hư đốn, cậy có cái mã đẹp trai nên cứ dùng cái vẻ ngoài ấy mà đi dụ dỗ vợ của người khác. Sau nhiều lần chót lọt đến nay, hắn mới bị thằng Toàn bắt quả tang. Lần đó, sau khi bị thằng Toàn dạy cho một bài học nhớ đời, hắn ta sợ quá, rồi lầm lũi chạy vào màn đêm để bò về đến nhà. Sau khi vào được nhà, hắn mở tủ của ông bà già, lấy trộm ít tiền để mà bỏ trốn vì nó sợ sáng mai thằng Toàn tìm đến để tính sổ. Thằng Toàn, sau khi để sống mất thằng gian phu, hắn tức giận, muốn nện cho con vợ hắn một gậy, cho nó đi theo ông bà ông vải cho rồi. Thế nhưng hắn nghĩ, nếu làm như vậy với con bé, thì người mẹ già của hắn ai sẽ nuôi, vì hắn sẽ phải ngồi tù. Do vậy, nên hắn cố kiềm chế mà nuốt cục tức trong lòng. Sau khi biết chuyện đã vỡ lở, con Trang cũng lật bài ngửa luôn. Vào nhà, con bé nói với hắn, tôi làm vợ anh 2 năm trời, nhưng chưa lần nào anh làm cho tôi cảm thấy có được một ngày hạnh phúc. Vì thế, chuyện ngoại tình xảy ra cũng là chuyện hiển nhiên thôi. Nếu anh cảm thấy con người tôi không còn xứng đáng với anh nữa, thì anh viết đơn ly dị đi, tôi sẽ ký. Vì lòng tự tôn và tự ái nên thằng Toàn đã viết đơn, thế là cả hai đứa đưa nhau ra tòa. Sau khi ly hôn, con Trang gom đồ rồi lặng lẽ bỏ xứ mà đi. Thằng Toàn cũng không muốn ở lại căn nhà ấy nữa, nên hắn đóng cửa rồi về sống cùng với người mẹ già. Thời gian cứ lặng lẽ trôi. Hôm đó, con Hoa, con của bà Sáu từ quê chồng trở về. Bước ra phía sau, con bé thấy bên nhà của thằng Toàn im lìm quá nên nó thắc mắc mà bước vào hỏi bà Sáu. Nghe bà Sáu vừa kể xong câu chuyện của gia đình thằng Toàn, con Hoa tặc lưỡi thở dài rồi vô tình thốt ra một câu. Một người hết lòng thương vợ như anh Toàn thì lại bị phản bội. Một kẻ thương chồng thì lại bị chồng đuổi về nhà mẹ ruột mình. Nghe xong bà Sáu không hỏi lại, thế nhưng bà vẫn biết chuyện của vợ chồng con Hoa có lẽ đang gặp vấn đề không ổn. Tối hôm đó, sau khi cơm nước xong, lúc lên bàn ngồi, bà Sáu mới hỏi nó. Sau nhiều lần chối quanh co, cuối cùng con bé cũng rưng rưng nước mắt mà nói với bà rằng nó cũng vừa ra tòa và đã chính thức ly hôn với thằng Tiến chồng nó. Vì thằng Tiến chồng nó mang bồ về nhà ở, còn ly dị và đuổi nó ra khỏi nhà. Để cắt đứt với kẻ phản bội kia nên con bé quyết định trở về ở cùng với bà Sáu rồi chăm sóc bà lúc tuổi già. Nghe xong câu chuyện của con gái mình, bà Sáu lắc đầu rồi thở ra và thì thầm nói một mình. Cuộc đời sao lắm cảnh éo le thế chứ lị, giá như con Hoa mà được làm vợ của thằng Toàn thì bà cảm thấy hạnh phúc cho tuổi già của mình biết bao. Nghĩ thì nghĩ vậy, chứ bà đâu có quyết định được gì vì tất cả là duyên nợ hết. Thế rồi một hôm đó thằng Toàn quay về căn nhà đó để làm cỏ ở chung quanh. Hắn mang cho bà Sáu một buồng cau để bà ăn trầu,
Đến nơi, hắn thấy cửa chỉ khép hờ, nghĩ bà đang ngủ trưa nên hắn không gọi mà định đẩy cửa để vào. Thế nhưng, khi cánh cửa vừa được mở, hắn giật mình vì người nằm trên giường lại là con Hoa chứ không phải bà Sáu. Vì con bé nghĩ nhà mình quanh năm suốt tháng chẳng có ai nên khi ngủ nó ăn mặc rất vô tư thoải mái. Con bé đang say giấc nên thằng Toàn không nỡ gọi. Hắn ta đứng bần thần một hồi mà nuốt nước bọt ưng ực, sau đó nhẹ nhàng lùi dần và khép cửa lại mà đi về. Đến khi nghe bên nhà thằng Toàn có tiếng động lạch cạch, lúc này con Hoa mới giật mình thức giấc. Ngồi dậy, nó thấy trên bàn có buồng cau, rồi nó ngót sang cửa sổ xem là ai. Lúc này, con bé mới xác định người bên đó chính là thằng Toàn chứ không có ai khác. Buồng cau này có lẽ chính là hắn đã để đó cho má mình ăn trầu. Lúc này con bé mới sực nhớ đến cảnh khi nó nằm ngủ. Trời ơi, anh ấy đã nhìn thấy tất cả rồi sao? Nghĩ một lúc, con bé mỉm cười một mình rồi đỏ mặt. Sau khi đi rửa mặt cho tỉnh táo xong, nó bước ra nhà sau gọi ới qua rồi nói cho hắn biết là bà Sáu chiều tối mới về. Trưa hôm ấy, con Hoa gọi hắn sang ăn cùng để khỏi mất công phải nấu nướng. Nghĩ thằng Toàn thật đáng thương nên trong bữa cơm đó, con Hoa đã trút hết nỗi niềm tâm sự và hoàn cảnh của mình cho thằng Toàn nghe, rồi thằng Toàn cũng tâm sự chuyện của vợ hắn. Sau khi hắn chia sẻ chuyện cùng con bé, thì cả hai cùng đồng cảm và thấu hiểu nhau hơn. Cả hai đứa nó đã cùng thắp lên ngọn lửa tình yêu của nhau. Vì đều là những người tự do, nên trưa hôm đó, thằng Toàn ngủ lại bên nhà bà Sáu cùng với con Hoa luôn, chúng đã ở bên nhau thật hạnh phúc. Sau cuộc vui đó, con Hoa thỏ thẻ. Đúng ra, em và anh phải là một đôi mới đúng, anh có nghĩ vậy không? Thằng Toàn nghe xong, liền kéo ghì con bé vào lòng và nói. Nếu như em muốn, thì chúng mình bắt đầu lại, cũng đâu có muộn đâu. Thế là từ đó, cả hai chúng nó đến với nhau, thằng Toàn ngỏ lời, xin bà Sáu cho nó được lấy con Hoa làm vợ. Thấy chúng nó yêu nhau, đúng như ý muốn của bà, nên bà Sáu đồng ý ngay. Thế là một đám cưới nho nhỏ của chúng được tổ chức để ra mắt bà con chòm xóm. Vậy là từ đó, con Hoa cùng thằng Toàn ở lại trong căn nhà của hắn trước đó. Vì cả hai siêng năng cần cù, biết lo làm ăn, chẳng mấy chốc chúng đã trở nên khấm khá và hết mực yêu thương nhau. Rồi sau đó một năm, con Hoa cũng sinh cho thằng Toàn một thằng con trai thật kháu khỉnh. Vậy là bà Sáu cùng với bà Mai, má thằng Toàn, một bên có cháu nội, một bên có cháu ngoại, cả hai bà đều mừng vui mà sống bên đứa cháu dễ thương này. Về phần thằng Phong, sau khi lấy tiền của cha mẹ hắn rồi bỏ trốn, hắn vẫn chứng nào tật nấy. Với cái thói chuyên đi dụ dỗ vợ người khác, hắn ta đã phải nhận một hậu quả nặng nề, đó là đi gặp ông bà tổ tiên sớm. Đây cũng chính là quả báo của hắn, khi suốt thời gian trước đây, hắn đã làm tan nát biết bao nhiêu gia đình. Về phần con Trang, sau khi không liên lạc được với thằng Phong, nó liền cặp kè với một gã sở khanh ở ngoài chợ. Sau khi tên đó bon rút hết tiền và cuộc cải mà nó mang theo, thì hắn gài con bé vào con đường làm gái để nuôi miệng. Chuyện đời là vậy đó các bạn, gieo gió thì chắc chắn phải gặt bão thôi. Cứ ăn ở hiền lành, biết giúp đỡ người khách thì hạnh phúc sẽ tự tìm đến với chúng ta. Dù có hơi muộn màng, nhưng nếu biết trân trọng thì đó cũng là một điều rất viên mãn. Và đến đây thì thời lượng phát sóng của chương trình cũng đã kết thúc rồi. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả. Rất là mong nhận được cái ý kiến đánh giá của quý vị ở phần bình luận phía dưới mỗi video của chúng tôi. Và hãy bấm like, subscribe, đăng ký kênh Chuyện Đàn Bà để chúng ta cùng với Hồng Nhung tiếp tục lắng nghe rất là nhiều những câu chuyện hay và hấp dẫn hơn nữa quý vị nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị. Thank you.